Hospital. This is Medic 3, inbound to your facility. Đã quay trở lại với kênh Mọt Tri Thức. Có thể các bạn đã biết là vũ trụ có đến hàng trăm tỷ các thiên hà, và mỗi thiên hà thì lại chứa rất nhiều những ngôi sao, đúng không nào? Và loài người thì vẫn đang mải miết đi tìm sự sống ngoài hệ mặt trời, để chắc chắn rằng chúng ta vẫn còn những người anh em, cũng như chúng ta không hề đơn độc. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng với Mọt khám phá về một hành tinh mới, hứa hẹn sẽ là nơi có thể tìm thấy sự sống các bạn nhé. Vùng đất của Aquaman. Trong sứ mệnh tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh của mình, các nhà khoa học từ trước đến nay đã luôn dựa vào những gì mà họ đã biết. Có nghĩa là gì đây ạ? Có nghĩa là nếu như sự sống xuất hiện trong vũ trụ thì nó chỉ có khả năng sẽ xuất hiện ở một nơi mà có các điều kiện sống giống như là trái đất của chúng ta. Là gì nhỉ? Là có đất, có nước, có không khí. Là một hành tinh đá có khoảng cách vừa phải đến ngôi sao chủ của nó, giống như khoảng cách từ trái đất cho đến mặt trời. Vì vậy, mọi nguồn lực đã được đổ dồn vào việc tìm kiếm các hành tinh đá gần nhất ở trong dải ngân hà, với hy vọng là một ngôi sao chủ nào đó đang nuôi dưỡng một hành tinh bản sao của trái đất vậy. Thế nhưng mới đây, một phát hiện mang tính đột phá của các nhà khoa học Cambridge đã thay đổi hiểu biết của chúng ta về sự sống ở trong vũ trụ. Họ đã xác định được một loại hành tinh bên ngoài hệ mặt trời mà có khả năng duy trì sự sống. Đó là các hành tinh được bao bọc hoàn toàn trong nước với bầu khí quyển dầu hydro. Họ gọi đó là thế giới Hessian, hay được ghép bởi hai từ đó là hydro và ocean tạo thành. Và thế giới Hessian được coi là miền đất hứa cho những sự sống đang ẩn náu ở ngoài hệ mặt trời. Ngoài ra, số lượng các hành tinh này trong vũ trụ thậm chí là còn nhiều hơn rất nhiều so với các hành tinh dạng trái đất. Điều đó đồng nghĩa là khả năng tồn tại sự sống ở đó cũng cao hơn. Khám phá này giúp chúng ta thoát khỏi lối mòn tư duy đi tìm một bản sao của trái đất, mà thay vào đó đó là tìm kiếm một dạng sống mới từ tiêu chuẩn khác so với trái đất. Điều này dẫn chúng ta đến một liên tưởng khá thú vị như thế này. Nếu như người ngoài hành tinh tồn tại, họ có thể đến từ các thế giới dưới nước giống như nền văn minh Atlantis trong truyền thuyết, hoặc là những gì chúng ta thấy trên phim ảnh như Aquaman không nhỉ? Và ở một diễn biến khác, mấy bạn hành tinh nước đang tán gẫu với nhau rằng liệu ngoài vũ trụ bao la kia có nền văn minh nào mà có thể sống nổi trên mặt đất không nhỉ? Nào, hãy cùng chúng mình tìm hiểu rõ hơn về các hành tinh nước này nhé! Phát hiện đột phá. Khi mà nỗ lực tìm kiếm sự sống trên các hành tinh trong hệ mặt trời không đem lại kết quả, các nhà thiên văn học đã mở rộng phạm vi tìm kiếm của mình ra cả thiên hà Milky Way. Tại đây, họ tìm thấy gần 4.500 hành tinh khác quay quanh các sao chủ như mặt trời hoặc là trôi nổi tự do quanh lõi của thiên hà. Trong số các hành tinh này có rất nhiều những hành tinh đá giống như trái đất của chúng ta vậy. Nhưng mà đặc biệt ở chỗ, dữ liệu từ kính viễn vọng Kepler cho thấy loại hành tinh phổ biến nhất lại là các hành tinh dạng sao hải vương nhỏ. Chúng có bán kính gấp từ 1,6 cho đến 4 lần so với trái đất. Với kích thước này, rõ ràng các hành tinh này nhỏ hơn nhiều so với sao hải vương khổng lồ của chúng ta. Nhưng mà chúng đủ lớn trên ngưỡng hành tinh đá và hành tinh khí. Kích thước và thành phần của chúng tạo ra một bầu khí quyển dày đặc khí hydro giống như là sao hải vương. Chỉ có một điều khác là bề mặt của các hành tinh này có thể được bao bọc bởi một đại dương lỏng khác với lớp băng dày bên ngoài sao hải vương trong hệ mặt trời. Mặc dù vậy, các nhà nghiên cứu trước đây cũng chỉ cho rằng là có mỗi nước thôi là chưa đủ. Áp suất của khí quyển quá cao đang tác động lên các hành tinh sao hải vương nhỏ sẽ không thể hỗ trợ sự sống phát triển ở đây được đâu. Tuy nhiên, vào năm ngoái thì nhà thiên văn học là Nikku Madhusudan đến từ Đại học Cambridge đã tìm thấy một dạng sao hải vương nhỏ có tên là K2-18b và có đủ điều kiện cho sự sống tồn tại được bên dưới lòng đại dương của nó. Một số điều kiện trong đại dương của những thế giới này có thể tương tự như là điều kiện hỗ trợ sự sống dưới đại dương của trái đất. Tức là sao? Tức là nhiệt độ và áp suất của chúng ở mức tương tự, sự hiện diện của nước lỏng, năng lượng từ ngôi sao chủ cũng như vậy. Và đó chính là Hessian. Cuộc tìm kiếm thêm phân loại của chúng bắt đầu nổ ra. Mở rộng vùng hỗ trợ sự sống. Dữ liệu thu được cho thấy là các thế giới Hessian có thể nằm ngoài vùng hỗ trợ sự sống của hành tinh đá. Có nghĩa là nó có thể ở gần hơn hoặc là xa hơn so với ngôi sao chủ rất nhiều so với khoảng cách tương đương giữa mặt trời và trái đất của chúng ta. Khi ở gần hơn, nhiệt độ khí quyển ở Hessian có thể lên đến là hơn 200 độ C cơ. Và nếu như vậy thì thật khó có được có sự sống nào mà tồn tại được ở khu vực này với nhiệt độ đó.
Nhưng may mắn thay, khoảng cách gần sao chủ đã khóa chặt một mặt của Hyson luôn quay về phía mặt trời của chúng. Nó tạo ra một thế giới Hyson tối, một hy vọng là sự sống có thể tồn tại ở mặt tối của hành tinh, nơi có nhiệt độ thấp hơn. Như vậy là mặc dù sự sống không thể tồn tại ở mặt hướng sao chủ của nó, nhưng ở mặt tối của hành tinh thì lại có thể. Ngược lại, khi ở xa sao chủ, các thế giới này được gọi là Hyson lạnh bởi năng lượng tới từ sao chủ của chúng đã không đủ để sưởi ấm nước và khí quyển ở nơi này. Thông thường, với các hành tinh đá thì nước của chúng sẽ bị đóng băng ở khoảng cách này, tương tự như là sao Hải Vương trong hệ mặt trời của chúng ta. Nhưng may mắn là các bầu khí quyển dầu hydro có thể cứu lấy các thế giới Hyson lạnh. Sự nóng lên do hiệu ứng nhà kính từ khí hydro khiến hành tinh có thể ở rất xa ngôi sao chủ mà lại vẫn giữ được bề mặt đủ ấm để nuôi dưỡng cho sự sống. Còn nếu là một bầu khí quyển giống trái đất, các nhà kính như là H2O và CO2 sẽ bị đóng băng ở khoảng cách gần hơn, khiến bề mặt hành tinh bị đóng băng và không thể sinh sống được đâu. Tìm kiếm bằng chứng của sự sống ở Hyson. Công việc tiếp theo để tìm kiếm sự sống trên các hành tinh Hyson là xác định khả năng tồn tại của các cấu trúc sinh học, qua đó các hợp chất trong khí quyển của chúng có thể đại diện cho sự sống, ví dụ như là ozone này, oxy hay là khí metan. Nhưng sự thật trên các hành tinh Hyson lại không có nhiều oxy như là trong khí quyển. Do đó, chúng ta dựa vào các hợp chất khác, đó là metin clorua hay là dimetin sulfur thì có thể xác định sự hiện diện của sự sống ở trên đó. Wow, vừa rồi là một số những thông tin mang tính chất hóa học. Còn những dấu ấn sinh học thì như thế nào? Chúng ta có thể tìm thấy và mong đợi trên thế giới Hyson là khi quan sát một hành tinh Hyson đi cắt mặt ngôi sao chủ của nó. Ở thời điểm đó thì một số bước dòng ánh sáng nhất định trong quang phổ sẽ được khí quyển trên Hyson tăng cường hoặc là ngăn chặn. Phân tích các bước sóng này sẽ cho chúng ta biết kết quả là nguyên tố hay hợp chất nào có thể tồn tại trên các hành tinh này. Và chúng ta có một thuận lợi, đó là bầu khí quyển của các thế giới Hyson này rất dày, hiệu ứng quang phổ thu được sẽ rõ hơn các hành tinh đá. Vì thế, cuối năm nay, một kính viễn vọng không gian mới, James Webb, giá trị đến gần 10 tỷ đô la Mỹ của NASA sẽ đi vào hoạt động. Nó sẽ là một công cụ đắc lực giúp chúng ta do thám các hành tinh Hyson và hy vọng là sẽ có một lời giải đáp cuối cùng cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, từ bây giờ cho đến lúc các bằng chứng được kính thiên văn tìm thấy, sẽ có rất nhiều những công việc lý thuyết cần phải làm. Đó là một hướng đi mới trong sứ mệnh tìm kiếm các sự sống ngoài hành tinh. Có rất nhiều câu hỏi mở, nhưng đây mới chỉ là phỏng đoán đầu tiên trong giai đoạn đầu tiên này thôi. Giả thiết là nếu các sinh vật thủy sinh có thể hình thành trong đại dương của các hành tinh này theo cách mà chúng từng hình thành trên trái đất, thì một số đặc điểm sinh học của chúng có thể là sẽ rất quen thuộc với chúng ta đấy. Và biết đâu, một ngày chúng ta có thể du lịch vũ trụ, có thể lặn biển ngắm san hô ở các hành tinh Hyson thì sao? Hãy cùng với chúng mình bàn luận thêm ở dưới phần bình luận của video này nhé. Ngoài ra, hãy dành tặng cho chúng mình một like, một share và nhấn nút đăng ký kênh bên dưới để tiếp tục theo dõi các video của chúng mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!